Mình xin chào mấy bạn, xin chào toàn thể và anh chị em thân mến trên trang mà YouTuber của Nguyễn Tấn. Một buổi sáng tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân luôn luôn mà vui vẻ, công việc luôn luôn và thành công. Thì hôm nay thì Nguyễn Tấn thì cũng mà quay về cái đề tài, nói chung đó là cái tỉnh Thất Bồng Lai. Thì những ngày qua thì trên mà cộng đồng mạng đã xôn xao dư luận về tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều, về câu chuyện về năm chú tiểu đó là con của ai, hay là con của mà các sư thầy, hay là năm đứa đó thì có phải là mồ côi cha mẹ hay không. Thì hôm nay thì Nguyễn Tấn sẽ giải đáp cho mà mấy bạn và những anh chị em hiện nay là đang mà thắc mắc. Hiện bây giờ là năm chú tiểu đó được minh quang minh bạch đàng hoàng, năm chú tiểu đó là mồ côi cha mồ côi mẹ từ nhỏ đến lớn, được các sư thầy trong tỉnh Thất Bồng Lai nuôi từ nhỏ đến lớn, cho ăn cho học, dạy những các điều hay lẽ phải, học cái nào tốt và cái nào đúng và cái nào sai. Thì năm chú tiểu đó hiện giờ rất là ngoan. Thì có những mà người đăng thông tin sai hoài cái câu chuyện bị đặt và hoài năm chú tiểu đó, thì thấy là rất là nó đáng buồn cho những mấy người đó, tại vì họ không được nắm được cái thông tin là đúng như thế nào. Thì những ngày qua thì cho thấy hoài thông tin hoài tỉnh Thất Bồng Lai, thì vẫn có mà những có các trang mạng đã quay chụp là năm chú tiểu đó là con của trong má mủ ở trong chổng, thì thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật, không đúng và cái nào hết. Những thông tin đó là họ đã quy chụp là cho tỉnh Thất Bồng Lai. Hiện bây giờ là có người đang mà nó xét nghiệm ADN đàng hoàng cho năm chú tiểu rồi, thì năm chú tiểu đó thì đã được minh quang, đã được minh chứng đàng hoàng, năm chú tiểu đó là mồ côi cha mồ côi mẹ, được các chư thầy nuôi từ nhỏ đến lớn, cho ăn cho học và những điều hay để phải. Thì Nguyễn Tướng cho thấy rằng những mấy bạn làm kênh YouTube thì mấy bạn phải biết rõ về thông tin cái nào đúng cái nào sai. Mấy bạn đứng lên đây mấy bạn gọi xuyên tạc hoài cho họ cái này gọi cái kia, thì mấy bạn làm như vậy thì mấy bạn là không có đúng. Mình phải nắm biết rõ rằng thông tin từ đâu, chính xác từ đâu, hay là mấy bạn đừng có nghe một liều báo nào đó là không có đúng, thì mấy bạn và tin theo về một cái chiều hướng nào đó thì mấy bạn thì là nghi ngờ, xong rồi mấy bạn là đăng lên nói ở năm chú tiểu đó là con của các sư thầy, hoàn toàn là sai là sự thật. Mấy bạn phải nhìn nhận rằng tìm hiểu nguyên do từ đâu. Thì năm chú tiểu đó thì được minh quang đàng hoàng, họ không phải là con của các sư thầy, họ năm chú tiểu đó được mồ côi cha mồ côi mẹ, được các sư thầy nuôi từ nhỏ đến lớn, thì rất là nó chính xác hơn, nó rất là chính xác đó. Thì những thông tin đó, những mà mấy bạn vừa qua bạn các bạn nghe mà ở trên mạng thì mình thấy là mấy bạn làm như vậy là không có đúng cho họ. Năm chú tiểu đó họ đã mà mồ côi cha mồ côi mẹ từ nhỏ đến lớn rồi, mà mấy bạn đứng lên mấy bạn mà xuyên tạc về năm chú tiểu đó đó làm chi. Mấy bạn phải có mà cái lòng thương, có cái lòng mà quỷ tha. Mấy bạn phải bao dung cho những năm đứa trẻ đó, mấy bạn phải có mà biết thương yêu họ đó. Mấy bạn thương thương yêu họ giống như mà các bạn mà đang thương yêu mà cha mẹ của mà mấy bạn vậy đó. Mấy bạn đừng có nên nghe lời theo những một cái nào đó thì mấy bạn là quy chụp cho họ, mình thấy điều đó là không có đúng đó. Những mà thông tin đó là bị đặt trên trên mạng không, mà là nó rất là đầy, nó xuyên tạc ngoài năm chú tiểu đó, thì mình thấy các bạn cần phải lại là nó suy nghĩ lại chu đáo lại đàng hoàng
tìm nhận thức ra những cái nào đúng và cái nào sai cho chính xác và rõ ràng đó. Thì mấy bạn á, thì nói thì hoàn toàn nó chính xác, nếu mà mấy bạn mà nói hoàn toàn mà không chính xác thì mình thấy á, là mình cũng mà nhắn lời gượng nhủ thầy cho mấy bạn rằng đừng đừng có nên mà làm như vậy, rất là tội nghiệp cho và năm đứa trẻ nó mồ côi đó, từ từ cha mẹ đã bỏ rơi rồi, bây giờ họ thì họ được các chư thầy nuôi, thì á, cho ăn cho học trong chùa dạy những cái điều hay lẽ phải, thì mình thấy cái đó là rất là điều tốt. Năm năm mà những mà các chư thầy đó đó thì họ cũng là cha cũng là mẹ cũng là năm đứa đứa trẻ đó cũng rất là hoàn toàn, tại vì họ tại vì năm đứa trẻ đó phải không, tại vì họ không có cha có mẹ rồi, thì họ sẽ và nó mà thay thế kêu những mà mấy chư thầy đó, thì cha là mẹ cũng là bên cột thịt của mình rồi, họ đã họ để mà nương tựa cho vài cái bản thân cho mình đó. Thì á, là đúng, thì á, mấy bạn đừng có nên mà quy chụp gán ghép, thì những câu chuyện đó là mình thấy là hoàn toàn không có đúng và không có mà đi theo là nó đúng là như thế nào hết. Thì gần thì mình cũng mong rằng mấy bạn nghe nghe tin theo và những câu chuyện nào đó đúng thật sự chính xác rõ ràng, nắm thông tin thật sự mấy bạn đăng lên, thì mình luôn luôn ủng hộ các bạn, luôn luôn và theo dõi các bạn. Thì chúc bất thì chúc thì cũng chúc các bạn mình một buổi sáng tràn đầy và hạnh phúc và năng lượng và thành công. Chúc các bạn mình luôn luôn vui vẻ. Năm chú tiểu đó hoàn toàn là một con cha một con mẹ được năm một 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 con cha một con mẹ được các chị thầy nuôi dạy từ nhỏ lớn, mình luôn luôn ủng hộ. Thì những thông tin những ngày qua thì á, là nó bị đặt là nó xuyên tạc thôi, thì mong các bạn rằng luôn luôn ủng hộ các bạn, chúc các bạn mà mình luôn luôn mà thành công trong công việc.